Xin chào các bạn, sau đây hệ thống gạo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái phi thuyền tắm trắng PDT40. Thứ nhất á, là mình nhấn on off để khởi động máy. Sau đó mình sẽ chọn thời gian bao lâu đó, 30 phút, cao nhất là 30 phút. Và mình chọn cái chế độ này, cái chế độ khoang trước và khoang sau. Upper này là khoang trước, cái under này là khoang sau. Đó, mình sẽ nhấn select, mình chọn và mình sẽ chọn nhiệt độ của từng khoang, ví dụ nhiệt độ 70-75. Đó, giờ mình muốn hoạt động là mình nhấn start, lúc đó là khoang nó sẽ tự điều chỉnh cái nhiệt độ, nó sẽ hoạt động. Nếu mình muốn cái điều chỉnh nhiệt độ một lần nữa, mình sẽ nhấn start. Đó, lúc đó dấu chấm này này nó không có nhấp nháy, lúc đó mình có thể điều chỉnh được. Đó, ví dụ khoang này thì mình điều chỉnh được. Đó. Và bên này á, là tiệt trùng ozone, mình nhấn on off. Và bên này là thời gian tiệt trùng. Cái chức năng này mình có thể sử dụng cũng được mà không cũng được. Và trên này á, là cái phát nhạc USB. Trước đầu tiên á, mình sẽ bật cái nút on off này này. Sau đó, mình muốn dừng thì mình nhấn cái giữa này nó dừng. Đó, mình muốn phát là mình bấm giữa này. Mình muốn chuyển nhạc là mình nhấn một lần thôi, nó sẽ chuyển nhạc. Mình muốn cái âm lượng nó cao hơn là mình sẽ nhấn vào. Đó, ví dụ giảm. Đó, mình muốn dừng thì mình nhấn một lần nữa. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn cái đèn này nó sẽ tách riêng với cái đồ nóng nha các bạn. Cái đèn này nó sẽ điều chỉnh bằng cái remote á, nó không có liên quan tới cái trước này. Đó, giờ mình muốn tắt này và mình mở này, mình nhấn cái này. Rồi cái tên và cái dưới, cái tên này nó điều chỉnh cái độ sáng nó mạnh hơn. Đó, tương tự cái dưới này nó làm cái độ sáng nó bị giảm lại. Và bên này là các cái chế độ màu khác nhau. Đó, ví dụ mình nhấn một cái, đó, nó sẽ chế độ chớp. Mình nhấn một cái nữa, đó, tương tự như vậy. Và nó sẽ có cái chế độ nó tự chuyển màu, bảy màu luôn. Đó, nó sẽ có chế độ chuyển màu. Và bên này á, cái nút bên này nó sẽ dừng hai màu, nó sẽ dừng màu trắng và nó sẽ dừng màu xanh, nó sẽ cố định như vậy. Rồi mình muốn tắt là mình bấm nút này nó đã tắt.